xe này nha, mà nếu như mà giấy tờ không hợp lệ á là em trả lại cho anh đủ tiền, không tốn một xu. Nói chung ra hồ sơ cho anh là em mới lấy tiền còn lại, còn nếu mà không ra hồ sơ là không lấy một xu. Em quay có dính anh xíu được không? Dạ, anh là anh gì anh ha? Anh Thiện. Rồi, cảm ơn anh Thiện nhiều. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Thiện ở Long Xuyên, An Giang. Dạ. Ngày hôm nay thì cũng giao một con xe đi khá là xa, Long Xuyên, An Giang của anh chị. Đây là một chiếc xe SH nhập ý 300i đời 2015, nhưng mà con xe này đăng ký lần đầu lên tới năm 2016. Thì cái con xe này là được một anh khách ảnh xem, ảnh chuyển tiền cọc luôn của anh chị. Ảnh chuyển tiền cọc luôn thì em mới bỏ lên xe, em đi giao xuống cho anh. Xuống tới nơi cho anh kiểm tra xe cổ đồ đạc hết. Thì anh mới chuyển tiền rồi anh chị. Thì nói chung là ở Long Xuyên thì nói chung em cũng đi mua cái xe này một lần dưới này rồi nè. Rồi ở dưới này thì đường xá này kia là em biết hết rồi. Thì em cũng xuống đây chơi mấy lần nè. Mà anh khách này thì cũng rất là sành. Anh đã chơi từ những chiếc ô tô rồi anh chị. Và anh cũng có cả cái gara nữa. Anh mua xe này là để về đi cho vui thôi. À, thì con này là nó là cái dòng mà bây giờ nó gọi là tiền ít mà tốc độ thì cao đây của anh chị, chỉ có 90 triệu thôi đó. Là của anh chị đã sở hữu được một em SH nhập ý 300i của anh chị nghe, đời 2014-2015. Của anh chị mà muốn đi được em này thì bắt buộc phải có cái bằng lái A2, thì như của anh chị đã biết rồi. Còn bây giờ rút hồ sơ xe này thì ngày xưa xe này nó ở 282, thì rút hồ sơ thì xe này nó cũng hơi lâu anh chị nghe. Bây giờ xe nào cũng vậy, bắt buộc tầm cỡ chừng 15 tới 30 ngày mới có hồ sơ, chứ không thể nào mà có sớm hơn được của anh chị nha. Đó. Thì tất nhiên là khi mà bán chiếc xe giữ lại tiền của anh chị, phải giữ lại một khoản tiền. Thì sau khi có hồ sơ ra thì em giao hồ sơ thì anh chị mới đưa tiền đầy đủ của anh chị nha. Của anh chị yên tâm cái vấn đề đó. Thì anh Thiện này anh cũng rất là sành xe rồi. Anh nhìn qua xe sơ sơ rồi ảnh coi giấy tờ, em cũng có nói ảnh là cứ test thoải mái. Anh em nào mà có hãng ra hãng thì test thoải mái, hay anh em nào biết thì cứ đem ra test đó. Thì nguồn gốc giấy tờ thì cái dòng này á thì mấy anh mua xe cũng hay sợ, tại vì nguồn gốc nhập đó. Nhưng mà riêng em bán cái sản phẩm ra thì cũng chỉ yên tâm về cái giấy tờ ha. Giấy tờ là cái nào mà nói chung là nó không thể nào mà nó sai sót được đâu. Có sai sót thì em sẽ lấy lại xe và gửi lại của anh chị đủ tiền nha. Bất kỳ cái sản phẩm nào cũng vậy, nếu mà giấy tờ nó có trục trặc, nó có vấn đề thì xin phép cho em lấy lại xe, trả đủ tiền. Chấp nhận thôi của anh chị, cuộc chơi mà, khi mà đã của anh chị mua thì phải đảm bảo cho của anh chị cái vấn đề đó. Dạ rồi, chào anh chị. Anh Trung đang cầm biển số, hồ sơ, cà vạt SH300i 2016, đăng ký lần đầu 2016 anh chị nha. Form còn 2015. Xe bán lỗ. Xe bán lỗ trong nụ cười, trong nước mắt. Nhưng mà ở đây thành phố Long Xuyên, An Giang, mà anh mời cà phê. Dạ. Cái xe này nha, mà nếu như mà giấy tờ không hợp lệ á là em trả lại cho anh đủ tiền, không tốn một xu. Nói chung ra hồ sơ cho anh là em mới lấy tiền còn lại, còn nếu mà không ra hồ sơ là không lấy một xu. Em quay có dính anh xíu được không? Dạ, anh là anh gì anh ha? Anh Thiện. Rồi, cảm ơn anh Thiện nhiều. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Thiện ở Long Xuyên, An Giang. Dạ. Có nước hả anh? Có dầu khác, có nước. Quý anh chị mình có nhu cầu tham khảo thêm xe đắc ý, tham khảo tại website xe shnhap.com. Quý anh chị cứ vô Google và gõ xe shnhap.com, viết liền không dấu nha quý anh chị. Sẽ ra trang web xe ở đây và quý anh chị sẽ tham khảo tất cả các dòng xe. Thì SH ý, SH Việt Kiều toàn bộ đều có đủ quý anh chị nha. Thì ngoài ra thì trong này em có để một là thu mua xe cũ. Thì quý anh chị mình có nhu cầu thu mua xe cũ cái alo em nha. Tất cả mọi loại xe, xe SH, xe 50, xe Tycoon, xe số, xe tất cả các loại xe em đều thu mua quý anh chị nha. Xe máy điện, xe đạp điện cũ đã qua sử dụng em cũng thu mua hết anh chị nha. Anh chị nào nhà mà có xe đạp điện nè, xe máy điện nè, nhà họ dư xài, không có sử dụng nữa thì alo em đến tận nhà thu mua luôn anh chị nha. Quý anh chị ở các vùng lân cận như An Bình Dương em cũng thu mua xe hết. Quý anh chị có nhu cầu alo em số điện thoại 0979 570189 quý anh chị nha.